Ngày 30 tháng 7, đón nhận bình an. Tôi rất muốn bạn có một sự bình an sâu sắc hơn bao giờ hết. Tôi biết rằng bình an thường ẩn dưới những hỗn loạn và lo âu của trái tim ta. Và bình an không phải lúc nào cũng có nghĩa là sự hài hòa nội tâm hoặc cảm giác yên tĩnh. Sự bình an mà Thiên Chúa ban cho ta thường vượt trên mọi tư tưởng và cảm nghĩ của ta. Và ta phải thực sự tin rằng bình an có đó để ta đón nhận, ngay cả giữa những khoảnh khắc tuyệt vọng của mình.